Chào các bạn, hôm nay cũng rất là vui khi có một anh khách, anh thường xuyên mà theo dõi kênh YouTube của tôi. Anh có comment như thế này: hầu như là tất cả video tôi chia sẻ anh đều theo dõi, anh đều để chế độ xem trước hết. Thì anh có comment như này: học nhiều kiến thức từ chú và thay đổi tư duy cũng từ chú, cảm ơn nhiều lắm. Ngày trước không biết rồi cái gì cũng sợ, lo, cứ có gì lại nghĩ là hay là do bát hương, rồi lo thay, lo bốc, khổ thế. Mấy thầy trên mạng cứ nhí nhố là mình không phân định được như nào, gây hoang mang. Giờ hiểu rồi mình lại tự tin, còn giải thích cho bạn bè mình. Đặc biệt giờ anh phản đối kịch liệt, kiểu bày trò cúng lễ ầm ào. Anh này thì anh ấy thường xuyên là theo dõi kênh YouTube của tôi, và gần đây thì anh xem được một số video mà tôi chia sẻ giải thích về các cái vấn đề mà thờ cúng trên góc độ máy móc, đo đạc, kiểm chứng, đúng không ạ? Và cụ thể là anh ấy vừa xem là video mà tôi chia sẻ là hoa quả thất bương lại thì chân linh có về hay không, hay cũng như là những cái video mà tôi chia sẻ về đo đạc cái trục linh ở ban thờ, thì anh ấy thấy rất là hay. Thì anh ấy thường xuyên là theo dõi video mà tôi chia sẻ, thì anh có comment lại như vậy. Thì đây cũng là một trong những tín hiệu rất là vui để mà tôi sẽ làm thêm những cái thực nghiệm thực tế khác, thực chứng, đúng không ạ? Tức là từ trước đến nay thì chúng ta quen theo kiểu là tôi nghe người này nói thế này, người kia nói thế này này, thì chúng ta cứ sợ nọ sợ kia, đúng không ạ? Tuy nhiên là nghe người nào thì cũng chẳng biết là người nào cả, đúng không? Cứ bảo người nào thì làm gì cũng có người nào đâu, gọi là nghe tai nọ vào tai kia, đúng không? Thì khi mà người ta nói một về một cái vấn đề thì mình cần phải kiểm chứng lại dưới cái góc độ mà khoa học, đúng không ạ? Xem là cái vấn đề của người ta nói như vậy nó đúng không, đúng không? Ngay cái việc mà tôi chia sẻ với các bạn là ngày nào thì được tỉa chân nhang, đúng không ạ? Có thể theo dân gian là phải đợi đến cuối năm cơ. Tuy nhiên là tôi đã phân tích với các bạn, ví dụ như là khi mà chúng ta thắp hương ấy, thì là lúc đó là chúng ta mời gia tiên về, thì chúng ta không được động chạm, không được tỉa chân nhang, không được động chạm trên bàn thờ. Còn khi mà không thắp hương ấy, thì làm gì có ai ở đó đâu. Các bạn có thể bê sẽ dịch bát hương từ vị trí này qua vị trí khác, tỉa chân nhang thoải mái, chẳng làm sao cả. Mà hương là gì? Là tín hiệu để thông báo để tín hiệu để kết nối tâm linh, đúng không ạ? Ví dụ như bạn thắp hương lên thì bạn sẽ thông báo là với gia tiên là hôm nay là ngày rằm, nay mùng 1, con có một chút lễ này, thành tâm dâng lên gia tiên, đúng không ạ? Thì thắp hương thì gia tiên sẽ về, nếu như bát hương đấy bốc đúng, bốc chuẩn và có trục linh, đúng không? Ngoài ra nếu như mà không thắp hương thì làm gì có ai đấy? Thì bạn ví dụ như là khi mà bạn mời khách đến nhà bạn, đúng không? Đấy, mời khách đến nhà bạn làm khách. Đấy, khi mà khách mà đi ra ngoài thì bạn nó quét dọn thoải mái có làm sao đâu, đúng không? Đấy, không, tức là khi mà người ta đang ở trong phòng ấy thì chúng ta không nên tự tiện tự do vào trong cái phòng đấy, bởi vì người ta đang ở trong cái phòng đấy mà chúng ta, người ta là khách nhà chúng ta, đúng không? Còn khi mà họ đi ra ngoài, họ đi ra ngoài có việc chẳng hạn, hay là họ đi đâu không ở nhà, thì chúng ta vào phòng chúng ta quét dọn sạch sẽ thì người ta chẳng mừng quá, người ta chẳng vui quá, người ta chẳng cảm ơn quá, đúng không? Đấy, chúng ta phải nhìn nhận như góc độ như vậy. Thì rất là vui khi mà có một anh tín hiệu phản hồi tích cực như vậy. Nếu như bạn đã từng theo dõi video của tôi mà bạn đã từng nhận được một cái điều gì đó, những cái điều gì mà bạn cảm thấy bấy lâu nay bạn vẫn còn băn khoăn này, vẫn còn thắc mắc, thì bạn hãy có những cái thông tin phản hồi cho tôi để tôi biết là cái sự chia sẻ của mình có hiệu quả hay không, có bạn có nhận được cái giá trị hay không để tôi biết. Đấy, thì rất là cảm ơn anh khách thường xuyên theo dõi video của tôi và anh có để lại những dòng tâm sự như vậy. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video trong buổi chiều hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.